Ramani Sekhabana Yamin sử dụng sàn cao sang. Uchama Vechamani Sika Padang Samana Mi để sử dụng sàn tọa cao sang. Itma thang Nagatang Puthapan Nhatang Uposatang Itman Samad Bechakitum Samami chúng con nguyện bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo chúng nay nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Tha-si-kha-ba đa ni upa se na iman cha ra tan iman sa thu căn cát tăng hoa ma de sam ma chư Phật tử đã thọ tam quy về bát quan trai giới hay chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chăng nên với vui. A ma phan tê chúng con xin thành kính phụng hành. Na su ga tan yan ti si la na pho sa ma ra si la ni ni po tan yan ti ta sa ma si la ngu so tha ye người giữ giới hằng được phú tốt lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Xa xa thủ lành thai Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ân nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên gieo năm vọc trọn niềm sám hối những sợ hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh đức từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chánh chân nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên gieo năm vọc trọn niềm sám hối những sợ hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh nương mong Pháp bảo đức lành từ dung thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên gieo năm vọc trộm hồ những sợ hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalam rakhantu sabba deva ta sabba buddha nupa vena sada sothi phawantute Bhagavato sabba mangalam rakhantu sabba deva ta sabba dhamma nupa vena sada sothi phawantute Bhagavato sabba mangalam rakhantu sabba deva ta sabba sangha nupa vena sada sothi phawantute tất cả anh phụng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Tế Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng cùng chư tôn đức. Dạ, sa thú con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Có lẽ cô Khema bị kẹt nít ra sao rồi không thấy tín hiệu. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Buddhaya. Con thành kính đảnh lễ ngài Trị Siêu Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Nguyên Thông, Thượng Tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con bất chợt quá nên con không có chuẩn bị. Dạ đạo tràng hoan hỷ cho con 30 giây để con. Dạ. Cái con nó rất là chậm. Con nghĩ là có cô Khê Ma nên con không có mở bài học. Nam mô Bích Thai giá. Là ngày thứ ba ngày 25 năm 2019 Phật ngàn mấy con nó chậm xíu á. Dạ cảm ơn Tâm Phương. Hay nó chậm quá chậm. Dạ. Dạ, hôm nay là ngày 25 thứ ba ngày 25 tháng 6 năm 2019 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya do Hòa thượng Minh Châu dịch Việt, bài 33. Kinh Phúng Tụng Sanghiti Sutta Pháp 10 Chi 10.2 10 Biến Xứ của Thiền Định. Tiếp theo sẽ được Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Con xin thay mặt đại chúng trong room. Và dạ, Nhật Quỳnh cũng không nhận được bài học nên bây giờ Nhật Quỳnh mở cái mà Nhật Hành thì thấy là để tiếp theo đó không Lan. Dạ. Nên dạ, con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ, cung thỉnh ngài Trị Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, ngài Trị Siêu có nghe được âm thanh của con kính dâng mít đến.
Ok, chúng ta sẽ học cũng được pháp hồi chi. Như pháp hồi chi hôm nay thì bài số 3 và số 4 chúng ta học được, bởi vì cái bài số 3 trong pháp hồi chi nói về 10 bất thiện nghiệp đạo sát sanh, trộm cắp, tà dâm, phụng ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu, ý ngữ, tham sự si. Cái còn cái bài thiện nghiệp đạo đó là chúng ta nói về cái bài thứ 10 thì nghiệp đạo là ly sắc sanh, ly thâu đạo, ly tà dâm, ly vọng ngôn, ly lực thiệt, ly hạ khẩu, ly ý được ly, ly. Cái này là do dịch sai lầm hoặc là in sai lầm, bởi vì ở đây về phần sân ở phần thân thì chúng tôi đề nghị là chữ sát sanh rồi trộm cắp, nếu không muốn nói là adina dana là lấy của không cho thì chúng ta dịch tóm tắt, chúng ta dịch là chữ trộm cắp nó hay hơn là cái chữ thâu đạo. Thâu đạo không ai hiểu hết. Rồi một điều nữa là trong cái phần ý đó, là tham sân si, cái chỗ này dịch sai avicca vyapado miccha ditthi, tức là tham ác sân độc tà kiến, tham ác sân độc tà kiến, chứ không phải tham sân si lô pha đô sắc mô hả đâu. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta, cái điểm mà chúng ta phải chú ý. Còn như bất thiện nghiệp đạo đó, cái bất thiện nghiệp đạo nếu mà chúng ta nói ly sắc sanh, ly thâu đạo, ly tà dâm, ly lụng phụng ngôn, lấy chữ ly chứ nó xài không được, bởi vì chữ viramani tức là kiên tránh, kiên tránh sắc sanh vana thứ ba ta viramani, kiên tránh trộm cắp adina dana viramani. Chỗ này không dịch là ly được, bởi vì nếu dịch ly á, thì nó qua chữ khác, chữ quý cái tát mới là ly. Mà trong trường hợp này á, là phạm phu chúng ta thì không đâu. Rồi cái chỗ anavicca tức là vô tham, apiapado là vô sân, samadhi là chánh kiến chứ không phải là ly si, chánh kiến chứ không phải là ly si. Cho nên chúng tôi đề nghị là để như vậy. Thành thử ra 10 bất thiện nghiệp đạo tức là sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, ly gián, lưỡng thiệt. Chúng tôi nghĩ là chữ ly gián, xài chữ ly gián nghe nó rõ hơn. Còn ác khẩu và lời nói vô ích, ý ngữ ở đây là lời nói vô ích, rồi tham ác sân độc tà kiến. Rồi bài thứ tư là 10 thiện nghiệp đạo tức là kiên tránh sát sanh, kiên tránh trộm cắp, kiên tránh tà dâm, kiên tránh nói dối, kiên tránh
nói chia rẽ, kiều tránh nói ác khẩu, kiều tránh nói vô ích, ý là vô tham, không tham ác, không sân ác, và có chánh kiến. Chúng ta xài nghĩa chỉ thì nó rõ theo cái Bali. Cái nguyên bản Bali ở phía trước mặt chúng tôi đây, thưa quý vị. Cho nên ở đây, hồi nãy đến giờ chúng tôi nghĩ rằng là các vị MC chưa có nhận được bài. Do đó cho nên sẵn đây chúng ta đọc luôn. Chúng ta đọc luôn bài học rồi. Với bài học chúng ta không có phải đính kèm, tức là không có cái bài đọc trên cô Lăng Diệu Việt. Nếu không có bài đọc thêm á, thì chánh văn hai bài chúng tôi đã trình bày đã nói. Bây giờ xin được cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng xem hôm nay sao mà chúng ta lộn xộn quá. Tại sao trong banner quý vị để 10 biến xứ của thiền định tiếp theo là sao? Chúng tôi không hiểu. Ngày hôm qua chúng ta học hết rồi mà. Hôm nay chúng ta sẽ học hai bài. Một cái sự sai lầm rất khổ. Và hôm nay đó, không biết vì lý do gì mà thượng tọa Quyền không giảng. Giờ này không có mặt ở trong room. Như vậy thì ở trong bài học đã, ở trong banner đã nói 10 bất thiện và thiện sẽ do thượng tọa Giác Đẳng thuyết giảng, có lẽ là thỉnh thượng tọa sẽ điểm khuyết dùm cho thượng tọa Tuyên Quyền bài học hôm nay. Ồ, vậy tốt quá, xin kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con thấy tín hiệu của thượng tọa Giác Đẳng.
và con cũng có thấy tín hiệu bài học nhưng mà con chưa có mở ra được. Lan Nguyệt hoặc Lan Lan có thể mở phải post lên hoặc là nhắn qua PM Nhật Quỳnh, Nhật Quỳnh sẽ đọc. Và cái máy của Nhật Quỳnh nó có trục trặc nên nó chẳng bắt. Dạ, cảm ơn Phong Lan. Dạ. Dạ, bây giờ thì con xin thay mặt đại chúng công đông thành kính đảnh lễ. Dạ, với ba lần. Dạ, con bây giờ con thấy có tín hiệu bài học mà con mở chưa được. Dạ, chờ con một chút xíu. Cái máy của con nó chậm quá. Phong Lan bài mới hay bài có thể đọc bài đó được. Dạ, bài của Nhật Quỳnh mở thôi. Dạ. Dạ, bây giờ thôi Nhật Quỳnh nào, nhìn theo bài của Phong Lan nha. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá. Bài ba la kinh quy ba này các hiền giả có 10 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là mười? Ba la mã, mười bất thiện nghiệp đạo. Sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ, tham chuyển. Bốn la mã, mười thiện nghiệp đạo. Ly sát sanh, ly thâu đạo, ly vọng ngôn, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly ý ngữ, ly tham, ly sân, ly si. Bài kinh sau đây trích từ Tăng Chi Bộ phẩm 10 pháp về đề tài trên. Địa ngục, thiên giới, tạo tác, 10 pháp tương xứng như vậy. Như vậy bị rơi vào địa ngục thế nào là 10? Ở đây này các tỳ kheo, có người sát sanh hung bạo, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với tất cả loài hữu tình là sinh vật. Người ấy lấy của không cho bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy. Người ấy lấy trộm tài vật ấy. Người ấy sống tà hạnh trong các dục, tà hạnh với các hạng nữ nhân, có mẹ cha chở, có trai chở, có anh em che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa đám cưới, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi, này người kia, hãy nói những gì ông biết, dầu không biết người ấy nói. Dầu biết người ấy nói, tôi không biết, hay dầu không thấy người ấy nói, tôi thấy, hay dầu cho thấy người ấy nói, tôi không thấy. Như vậy, lời nói của người ấy trở thành cố ý nói láo, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi. Thì người ấy là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này đến chỗ kia nói, để săn chia rẽ ở những người nghe điều gì ở chỗ kia đi nói với những người khác này, để săn chia rẽ ở những người kia.
Như vậy, người ấy ly gián những kẻ hòa hợp hay xúi dục những kẻ ly gián, ưa thích chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích thú chia rẽ, nói những lời đưa đến chia rẽ, và người ấy là người nói lời thô ác. Bất cứ lời gì thô bạo, thô tục khiến người đau khổ, khiến người tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến thiền định, người ấy nói những lời như vậy. Và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, nói những lời phi chân, nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những lời phi luật, nói những lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời, lời nói không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi ích. Người ấy có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ rằng, ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình. Có sân tâm khởi lên hại ý, hại niệm như sau, mong rằng những loài hữu tình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong chúng không còn tồn tại. Người ấy có tà kiến, có tưởng điên đảo như không có bố thí, không có cúng thí, không có thiện thí, các hành vi thiện ác không có kết quả gì thục, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ. Không có cha, không có các loại hóa sanh, trong đời không có các sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu. Sau khi tự mình chứng ngộ với thắng trí lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau, tạo tác 10 pháp này, người ấy như vậy tương rơi vào địa ngục. 3. Tạo tác 10 pháp này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời, thế nào là 10? 4. Ở đây, này các tỳ kheo, có người đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trường, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và các loài hữu tình và sinh vật. Đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, bất cứ vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, cho người ấy ấy. Đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục. Không hành tà hạnh với hạng nữ nhân, có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng hoặc mình hình phạt gầy gọc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. Người ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các quốc tộc. Khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi, này ông kia, hãy nói những gì ông biết. Nếu biết, người ấy nói, tôi biết. Nếu không biết, người ấy nói, tôi không biết. Hay nếu không thấy, người ấy nói, tôi không thấy. Nếu thấy, người ấy nói, tôi thấy. Như vậy, lời nói của người ấy không trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi. Vì đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đi đến nói những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hiệp, thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp, đoạn tận lời nói thô ác, từ bỏ lời nói thô ác.
Những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông cảm, đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người, người ấy nói những lời như vậy. Đoạn lời nói phù phiếm, nói chân thật ý nghĩa, nói đúng pháp, nói đúng luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có lợi ích. Ở đây có người không tham ái, không tham lam tài vật kẻ khác, không nghĩ rằng, ôi mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình. Lại có những người không có sân tâm, không khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng ý nghĩ rằng, mong rằng những loài hữu tình này sống không thù, sống không thù hận, không oán thù, không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân. Có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo, nghĩ rằng có bố thí, có cúng thí, có tế tự, có hành vi thiện ác, có kết quả dị thục, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các hóa sanh, trong đời có các sa môn, bà la môn, chân chánh hành nhà. Cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Tạo tác mười pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Chúng con thành kính đảnh lễ tri, đảnh lễ cung thịnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ, trong lúc con không có kịp chuẩn bị, con có điều chi sai sót, con kính mong quý ngài và đạo tràng hoan hỷ cho con. Dạ, cảm ơn Phong Lan. Dạ, nam mô Bụt Tha giá thượng tọa Giác Đẳng, con nghe được âm thanh con. Con kính dâng mít đến ngài sư ạ. Xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Trước khi giảng xin được hỏi là không biết chư Tôn Đức đang có mặt ở trong lớp Phật pháp. Không biết quý ngài có vị nào có thể giúp điền khuyết cho thi tọa tự quyền ngày hôm nay không? Nếu có thì xin đóng góp cho xin được điều học. Còn nếu quý ngài bận hay là vì lý do mà không có giảng được hôm nay thì thôi. Nếu quý ngài có vị nào giảng được thì xin quý ngài quan hệ cho biết. Chào mừng bạch sư Tôn Đức và thưa quý đạo hữu. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay thì cũng xin thưa là cái chánh văn của kinh phúng tụng mà chúng ta đọc trong bài học ngày hôm nay. Ô dạ, dạ thấy thưa tiểu sư đưa tay. Kính thỉnh thưa tiểu sư. Dạ. Thực ra hôm nay Giác Đẳng cũng ở nhà để điểm khuyết cho thầy vợ thầy vị, không biết có mời vị nào để điều khiển hay không? Được rồi, không bao giờ được nhanh chào mừng.
trời chúng tôi chụp. Bây giờ quý vị có nghe được chúng ta nói chưa? Dạ, tốt quá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chúng Thượng Bằng Đệ Tử Phật. Kính chào Chư Tôn Đức Thượng Trợ tất cả quý đại chúng Phật tử. Mười bất thiện nghiệp đạo cũng như mười thiện nghiệp đạo chúng ta rất thường được nghe nhắc đến, nhưng mà vì chúng ta học pháp mười chi cho nên trong đó có liệt kê mười bất thiện nghiệp này và mười thiện nghiệp đạo này. Ở đây chỉ nhắc lại và xin cảm ơn người thi hại. Kính thưa quý vị, thì bắt đường dẫn hay lối cứ lối Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh ngài cầm mic trở lại, có người làm cầm mic của ngài nên con đã mời người ta rời ra rung rồi, con kính nhân với ngài. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị.
ở trong buổi một cái điều xấu mà dẫn đến nó tạo nghiệp bất thiện thì sát sanh trộm cắp tà dâm nó thuộc về thân, nó giống với năm thập, nó độc ác, nó vô ích thì cái đó thuộc về khẩu. Tham ác sân ác tà kiến ác thì nó thuộc về ý. Mười thiện nghiệp đạo cũng vậy, từ bỏ sắc sân, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, nó thuộc về thân. Từ bỏ nó dối, từ bỏ nó đâm thọc, từ bỏ nó độc ác, từ bỏ nó vô ích, thuộc về khẩu. Từ bỏ tham ác, vô sân, Abhyapado và Samadhi của tinh khí, thì này ý. Ở đây thì quý vị trong bài học, trong bài học thêm, chúng ta đã nghe những cái đoạn mà Đức Thế Tôn giải thích về 10 cái bất thiện nghiệp đạo và 10 cái thiện nghiệp đạo, cho nên chúng tôi không cần phải nói thêm nữa. Ở đây chỉ chia sẻ với quý vị qua những cái yếu tố hay gọi là nhân tương ưng, hay là căn bất thiện và căn thiện. Theo trong phiền pháp thì cái căn tham khiến cho chúng sinh hành động như là trộm cắp tà dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói vô ích. Tham và kiếm, còn cái tâm sân á, thì nó khiến cho chúng sinh sát sanh, nói dối, nói đồng thọc, nói độc ác, nói vô ích nữa và sân động. Thì nó phối hợp với nhân tham, phối hợp với nhân sân, si có mặt đi cùng với tham và si, tham và sân, nó sẽ tạo ra đủ mười cái bất thiện nghiệp đạo. Trong đó thì 10 thiện nghiệp đạo như từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói đâm thọc, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói vui ý,
vô tham ác, vô sân ác và có chánh kiến. Thì về bất thiện niệm đạo thì có đủ ba nhân. Bởi vì bất thiện nghiệp do tâm tham tạo, tức là có tham có si, hay là do tâm sân tạo, có sân có si, hoặc là do tâm si, nó chỉ là nhân si mà thôi. Cái tâm bất thiện nó có ba cái giới pháp: giới tham, giới sân, giới si. Trong khi đó thì tâm thiện giới hay là tâm đại thiện nó thuộc về tâm tình hảo, và do đó cho nên mỗi một thứ tâm thiện nó đều có nhân tham vô sân, hoặc là vô tham vô sân vô si. Tâm thiện nào mà có đủ ba nhân vô tham vô sân vô si thì đó là cái tâm thiện hợp trí hay là tương trí. Nhà nát sẽ mình biết cách. Còn cái tâm thiện mà chỉ có vô tham vô sân là nhân mà không có trí tuệ thì đó là cái tâm thiện ly trí hay là tâm thiện bất tương trí. Ở đây chúng ta cần phải biết rằng là khi mà chúng ta tạo những cái ác nghiệp, những bất thiện nghiệp, vì do rằng cái tính chất tham sân si là cái tính bất thiện. Do đó khi mà chúng ta tạo nghiệp nó tương ứng với tham với sân với si thì cái hành động đó được gọi là hành động bất thiện hay gọi là bất thiện nghiệp. Còn một hành động mà tương ứng với ba nhân của tham sân si thì cái hành động đó được gọi là thiện hay gọi là thiện nghiệp. Mà cái gì là bất thiện thì cái đó sẽ đưa đến quả báo khổ đau, quả báo không tốt. Còn cái gì thuộc về thiện thì cái đó sẽ đưa đến quả báo tốt đẹp, vui, hạnh phúc ở cõi trời hay cõi người, đúng không? Ở trong
xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Sao cái đường truyền dài lắm, có vấn đề kỳ quá. Ngày nào chúng tôi cũng gặp trục trặc như thế này hết. Lực bất tổng tâm. Dạ. Xin cảm ơn thỉnh tự giới tạo. Kính thưa quý vị, chúng ta trở lại vấn đề ở trong 10 bất thiện nghiệp đạo này là nói đến cái việc mà vì thân khẩu gọi là ca chế đối trên đối tác là thân ác hạnh, và chỉ đối trên đối tác là khẩu ác hạnh, mình đối trên đối tác là ý ác hạnh. Còn mười thiện nghiệp đạo thì là thân thiện hạnh, kaya xuất chơi đất tác, khẩu thiện hạnh, quá trì xuất chơi đất tác và ý thiện hạnh. Trong cái phạm trù mười bất thiện nghiệp đạo thì nó có phạm trù của cái việc giữ giới thôi. Chỉ riêng có cái ba cái thiện nghiệp đạo thuộc về ý, tức là vô tham, vô sân và chánh kiến, thì cái này nó bao trùm cả giới chứ không phải chỉ việc giữ giới. Bởi vì khi mà giữ giới đó, thì chúng ta chỉ thu thúc về thân về khẩu thôi. Nhưng mà ở đây khi chúng ta nói đến thiện nghiệp đạo thì chúng ta gồm có cả thân khẩu ý, do đó chúng ta nên hiểu rằng chỉ có 7 điều, 3 điều thuộc về thân, 3 điều thuộc về khẩu, thì cái đó là cái sự giữ giới gọi là Viramani Silam. Viramani Silam tức là giới kiên tránh. Cái giới kiên tránh ở trong thanh tịnh đạo phân loại nói gì? Bởi vì phía sau mỗi chữ, ví dụ ba na thứ ba đi na ba na viramani ca me xuất cha cha ra viramani, từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trần tóc, từ bỏ tà dâm, cái này thuộc về giới. Cho nên ở đây chúng ta nên hiểu rằng là khi mà chúng ta giữ giới thì nó có hai điều. Một là từ bỏ những cái ác hạnh về thân về khẩu. Thứ hai nữa là giới đó nó trở thành nền tảng cho các thiện pháp khác, làm nền tảng cho các thiện pháp khác. Ngay cả cái việc một người mà sau khi bố thí cho các vị sa môn và la môn
về y phục vật thực, trú xứ, sàn tỏa thuốc trị bệnh, hoặc là những cái thứ vật dụng khác. Khi người đó nghĩ tưởng đến cái sự san cả của các sơ, của các vị dòng sắc đi lị, vua chúa hay là các vị thuộc dòng bên Bơ Mô Đại Bộ, hay là những vị chư thiên, tứ thiên vương, các vị trời đạo lợi, hay là các vị trời giả ma, các vị trời đối xuất, quá là thiên thấp và tự tại, hay là các vị phẩm chúng thiên. Rồi người đó mới nguyện, mới ước nguyện trong được thành tựu thành vị sắc đế lị, hay là vị là môn giờ có, hoặc là thành tựu làm thân của vị chư thiên như thế này, rồi vị đó sẽ được thành tựu như ý nguyện. Cái sự thành tựu này đó không phải là do cái pháp vũ khí, không phải do pháp vũ khí không, mà nó còn phải do đặt trên cái nền tảng thanh tịnh của giới, đặt trên nền tảng thanh tịnh của giới. Chúng ta lấy ví dụ như trong kinh, khi nói đến một người mà họ vô thí, rồi họ ước vị sanh làm vị ở phạm thiên, họ thành tựu được, thì trong thuyết giải nói rằng cái sự thành tựu này không phải khi mà sanh khỏi chư thiên, không phải do nhờ pháp vô thí, mà chính do cái pháp vô thí đó làm nền tảng, là cái tư phụ cho tâm được trang nghiêm, cho được tâm thật, cái sự ô nhiễm bỏng sẻn, rồi vị này mới tiến tu với các cái đề mục thiền như là phạm trú, Brahmavihara chẳng hạn, rồi nhờ vậy mà vị này được sanh lên phở phạm thiên. Thì ở đây chúng ta phải nhớ rằng ở trong cái buồn sanh phước quy nhất đi với thu, chúng ta vẫn có bố thí, vẫn có trì giới, có cái pháp tu thiền, thì sự bố thí, sự trì giới, cái hạnh bố thí, hạnh trì giới, nó là tư cụ cho tâm. Khi một người đã được an lập trên cái giới, tâm của vị được thanh tịnh, và do sự thanh tịnh đó, nếu như công đức bố thí của vị đã làm, thì cái công đức này nó sẽ thành tựu như ý nguyện. Hoặc là một người họ bố thí rộng rãi với hai bàn tay rộng mở, hoan hỷ trong cái sự chia sẻ cho người khác và mong mỏi được người khác yêu cầu, tức là người khác xin, mong mỏi có người đến xin nhưng mà cho, thì cái hạnh bố thí này, hạnh sát tài này nó vẫn hỗ trợ được cho thiền định. Là bởi vì tâm của người ấy khi làm cái công việc này bằng sự thanh tịnh, không có bị ám ảnh bởi bọn sẻn sang tham là ô nhiễm tâm, từ vì đến mới tiến tu thiền định được đắc chứng thiền, sanh được vào cộng thiên. Những thiện pháp luôn luôn nó có sự ảnh hưởng với nhau như vậy.
nó có sự liên đới với nhau, chứ không phải là thiện pháp này riêng lẻ, thiện pháp kia riêng lẻ. Bởi vậy cho nên có những vị hành giả tu tập, họ nghĩ rằng là mình không cần phải bố thí, không cần phải giữ giới, mình chỉ lo tu thiền thôi. Nói như vậy là người đó họ chưa có hiểu, vì cái việc mà chúng ta bố thí hay vì trì giới nó vẫn đem lại sự, đem lại một cái trạng thái tâm tốt đẹp để mà tiến tu về thiền định. Cho nên cái việc đó chúng ta có thể làm được. Cũng như ở trong bài học ngày hôm nay mà nói về cái thiện nghiệp đạo đó, mặc dù một người chỉ từ bỏ cái sự sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ bệnh, từ bỏ dối, từ bỏ nói năng thọc, từ bỏ nói đồ bát, từ bỏ nói vô ích, vô tham, vô sân, vô cái chính kiến. Mặc dù vậy, nhưng mà chính cái những điều này nó sẽ thanh lọc, là cái tâm được thanh, được an vui, được thanh tịnh. Và khi mà tâm được an vui, được thanh tịnh như vậy, là do không có tạo cái nghiệp sát sanh, nghiệp trộm cắp, v.v. Nhưng mà rồi vì đó với cái tâm tư thanh tịnh như vậy, vì đó mang cái cảm giác được an lạc, bất hối, thì vị này vẫn có thể dựa trên cái nền tảng của giới đó mà tu tập được. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta giữ giới thì chúng ta hãy nhớ như thế này. Một là sự giữ giới của ta nó sẽ ngăn chặn không có làm những cái điều ác, bất thiện pháp, không có tạo bất thiện nghiệp, khỏi bị khổ quả trong tương lai. Thứ hai nữa là cái sự giữ giới như là thân không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, vân vân, thì chính đó nó sẽ làm cho một người sống được an lạc ngay trong hiện tại. Và thứ ba nữa là cái sự giữ giới đó nó sẽ là nền tảng cho những cái thiện pháp được làm, như là bố thí hành hay tham thiền. Cái sự bố thí hay hành thiền mà nó được dựa trên cái sự thanh tịnh của giới, thì như vậy bố thí sẽ thành tựu quả báo y như quý vị được. Rồi cái sự giữ giới đó nó sẽ giúp cho vị hành giả tu tập an trú thiền, an trú trong cái đề mục thiền rất là dễ dàng. Cho nên cái việc mà chúng ta giữ giới đó, cái việc này nó đưa đến nhiều cái tác dụng, chứ không phải là chỉ có một. Suy niệm như vậy đó, để cho chúng ta có cái sự quan hỷ trong cái việc giữ giới. Còn cái vấn đề mà ý không tham, không sân, không tham, không sân và có tính kiến, thì ở đây chúng ta cũng nhớ là nó nền tảng cho cái việc giữ giới. Khi mà anaphiccha, tức là người không có sự tham muốn về sắc đẹp, tức hay mùi thơm, vị ngon, sự lạ, không có cái sự tham muốn về lợi ích cung kính, nhờ cái sự vô tham này mà mình có thể tiến tu ở trong cái thiền định hay là
Giờ cái sự vô tham đó mà chúng ta sẽ giữ giới được tốt, như là không có sát sanh, không trộm cắp, không tạo dâm, vô sanh vô bị. Cái thái độ vô sanh đó, tức là tâm không có khởi cái cơn thịnh nộ, sân giận, mà người không bớ bị sân chi phối thân anh sân ám ảnh, thì người này sẽ không có đi đến sắc sanh vô thức. Thì như vậy rõ ràng là vô sân, vô sân ác, vô tham ác. Cái đó là hỗ trợ cho cái việc giữ giới ở phía trước, là giữ giới bằng thân bằng khẩu. Và cái điều thứ ba, tức là có chánh kiến. Có chánh kiến ở đây nó có nhiều nghĩa, nhưng mà chúng ta phải hiểu trái lại với cái tà kiến. Tà kiến sở dĩ được gọi tà kiến ác là mới sanh đến thí thôi, nhưng mà được gọi tà kiến ác là để cho chúng ta thấy rằng cái tà kiến nó hai loại, một cái là thường kiến, hay là đoạn kiến. Ở trong bài kinh dẫn chứng, trong cái bài kinh dẫn chứng thì ở đây thì rõ ràng khi mà chúng ta nói đến cái việc mà tu tập đó, khi mà chúng ta nói đến cái việc tu tập đó, thì chúng ta thấy rõ là nếu không có chánh kiến đó, nếu không có chánh kiến thì chúng ta sẽ rơi vào cái tà kiến. Mà cái tà kiến nặng nhất đó, cái tà kiến mà đưa đến ác pháp đó, đó là đoạn kiến, là không tin có đời này, không tin có đời sau, không tin có các loại hành ác khổ ở báo, không tin có ân đức của cha, ân đức của mẹ, không tin có cái sự thực hành tu tập đưa đến cái kết quả chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Thì một người mà không tin cái gì hết, cái nào cũng cho là không có, không có, thì trong trường hợp này nó nguy hiểm hơn là thường kiến. Bởi vậy cho nên cái chỗ tà kiến này được gọi là tà kiến ác là như vậy đó. Bởi vì người Phật tử chúng ta khi còn là phàm phu thì nếu mà nói về thường kiến thì chúng ta vẫn còn. Nếu như mà chúng ta không còn cái tà kiến thì chúng ta đã là vị tu đầu quần rồi. Chỉ có vị tu đầu quần là mới tuyệt trừ tà kiến thôi. Chứ còn khi mà còn phàm phu thì chúng ta đương nhiên vẫn còn. Nhưng mà cái thường kiến nó đỡ hơn cái đoạn kiến. Thì ở đây trong bài kinh dẫn chứng, luôn luôn bài kinh nào cũng vậy, khi mà nhắc đến cái vấn đề tà kiến thì Đức Phật hay là các vị tôn giả đệ tử của Đức Phật khi mà thuyết giảng mà nói đến cái vấn đề tà kiến thì cũng chỉ nhắm vào 10 cái loại kiến ra đó ra mà nói, bởi vì nó rất là nguy hiểm. Một người không tin có đời sau, không tin hành vi thiện ác có quả báo, cho nên người này họ mới có thể sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối để những người có chính kiến. Một người có chính kiến đương nhiên là họ sẽ không làm như vậy, không nói như vậy. Nhưng mà về cái kiến thì ở đây chúng ta xác thấy cũng có những người có thường kiến,
Nhưng mà cái thượng kiếp của họ nhẹ nhàng thôi. Thí dụ tin là khi mình làm thiện hay làm ác gì thì có hai bên vai giác ghi chép, để rồi khi mà mình sanh xuống xuống diêm vương á, thì năm tà bắt đầu họ sẽ đệ trình lên diêm vương để mà luận công luận tội. Thì như mà người này tạo thiện nghiệp nhiều, biết tu tập ăn ở có đức thì họ sẽ cho tái sinh con người luôn. Vâng, khi mà chúng ta còn tin như vậy đó, thì nó cũng rơi vào cái trường hợp tà kiến. Nhưng mà cái tà kiến đó thì nó không phải là vô thần, không phải là loạn kiến. Thì khi mà người này còn tin như vậy đó, thì ít nữa họ cũng sợ, không có dám sát sanh, không có dám trộm cắp, tại vì họ sợ bị ghi chép, vân vân. Do đó cho nên khi mà chúng ta nói mít cha mít chi ở trong bất thiện nghiệp đạo, thì chúng ta phải hiểu rằng vì một người mà có ác tà kiến, không tin có đời này, không tin có đời sau, không tin có hành vi thiện ác, vân vân, cái này mới là nguy hiểm. Đặc biệt vấn đề cộng đến, vì vậy cho nên Đại Hòa Thượng Đại Sự khi mà nói đến ba cái điều sau của bất thiện nghiệp đạo đó, thì Ngài dịch là tham ác, sự ác và kiến ác. Bởi vì chữ Avijja tham ác nó khác với tham, mặc dù nó cùng cái gốc tham mà ra, nhưng mà Avijja có nghĩa là chúng ta có sự, một người họ có sự đắm nhiễm, họ mê say theo những cái vật chất, và cho dù rằng biết cái vật chất đó, cái tài sản đó có người khác là sở hữu, nhưng mà người này vẫn vì có cái sự mê vật chất đó, họ muốn cướp đoạt về nhà của họ. Thì như vậy cho nên cho cái cha ở đây đó mới gọi là tham ác. Còn cái chữ sân ác của vị, chữ Vyapada, Vyapado, trong trường hợp này chúng ta phải hiểu được. Nếu như chúng ta chỉ có một cái trạng thái tâm sân bình thường, Dosacitta, thì cái Dosacitta đó cũng chưa hẳn là nó tạo cái ác nghiệp. Thì như bây giờ khi mà chúng ta bị nhức đầu trong mặt, bị đau bụng, lúc đó cái tâm của mình bực bội, không được an vui, thì cái này cũng gọi là Dosacitta, tâm sân, nhưng mà không gọi là Vyapado. Bởi Vyapado ở đây là tâm sân mà nó có cái sự kết buộc quan trái quan thù trong đó nữa, tức là tìm cách để nói cách khác là Vyapado có sân độc đó, hay là sân ác, là một cái trạng thái sân mà có thể sắc sân và có thể nói những lời độc ác, vân vân. Cái đó gọi là Vyapada. Cho nên mấy cái chỗ này chúng ta cũng cần phải hiểu. Thì hôm nay chúng tôi điểm khuyết cho thượng tọa Tự Quyền, rồi cũng điểm khuyết cho thượng tọa Nhất Đẳng nữa. Vậy đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng này, và hy vọng thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy để giúp cho trả lời cái phần đầu của các câu thảo luận, rồi sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục. Bồ xà thủ thượng tọa Pháp Đăng có xin kính thỉnh thượng tọa Di Đẳng điều họ anh em muốn thầy.
giả thu cái chuyện này thì được tiêu chí. Là thì tôi phát đăng, thì tôi có mặt trước máy và thì tôi có nghe được. Nếu thì tôi nghe được xin được, thì tôi có khi trả lời cho cô tôi lúc số 1. Thì tôi phát đăng thường thường đó. Khi mà nói đến tam nghiệp, thì chúng ta thấy rằng dù nghiệp của, dù thân nghiệp, khẩu nghiệp hay là ý nghiệp, nó đều đạo quả. Nhưng mà có những người nói rằng cái ý đó chỉ thành khởi trong tâm thôi, chưa thể hiện bằng lời nói hành động, thì nó chưa có tạo quả. Thì đó, Pháp Đăng giải thích sao về việc đó, thì được rồi. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con Pháp Đăng cái nên lễ được Phật, được Pháp, được Tăng. Nên lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh. Thân thông cùng với chư tôn đức tăng kính chào lại cô nữ thân chào Phật tử. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1, tại sao con làm không biết là phải cái câu thảo luận số 1, tại sao không làm ác nghiệp xem là thiện nghiệp, có phải không? Bạch Thượng Tọa. Câu số 2, phải chăng có những trường hợp dù chỉ có ý nghĩ bất thiện nhưng không hành động vẫn gọi là tạo nghiệp ác. Yeah. Bởi vì thường thường chúng ta thấy đối với Đức Phật á, thì cái ý nghiệp nó nhiều khi nó rất là quan trọng cái gì. Ví dụ chúng ta thấy những người có thần thông á, những người có thần thông á, họ dùng không dùng tay chân. Trong cái câu chuyện mà Ubali á, trong Trung Bộ Kinh, mà cái bài kinh mà Đức Phật ngày độ Ubali đó, thì Niganthana Tabutta chủ trương là thân phạt là cường thịnh. Thì Đức Phật hỏi Đức Phật, hiểu Phật ngày giải ngày không có gọi là thân phạt, khẩu phạt, ý phạt, mà người gọi là ý nghiệp. Mà ý nghiệp thì rất là quan trọng. Thì lúc bây giờ đó thì chúng ta biết rằng ví dụ một cái người mà họ dùng tay chân họ giết người đó, thì không có giết người nhiều, nhưng mà nếu một người có thần thông á, họ có thần thông mà khởi lên cái ý ác, họ dùng, chúng ta gọi là giống như là tôi dùng cái đèn lửa vậy đó, nó biến hết cái khu vực này thành lửa. Lúc bây giờ lửa cháy đó, số người chết rất là kinh khủng cái gì. Như vậy thì một cái người mà họ có thần thông đó, mà họ dùng cái ý của họ đó, nó còn nguy hiểm hơn là những người mà họ dùng cái thân họ vừa xách kiếm đi chém người. Dù họ chém như vậy nhưng họ chém một hồi là cũng mệt mỏi. Nhưng mà những người có cái thần thông, họ dùng cái ý nghiệp thôi, thì cái ý nghiệp đó hại rất là nhiều người. Chúng ta có thể nói giống như bây giờ, nếu một người mà họ mà gắn những cái chip mà giống như mình gọi là đo điện điện tâm đồ á, gắn trên cái não mình đo cái não đồ đó, nếu mà họ dùng cái ý không á, mà họ chuyển được những cái kết nối mà nguyên tử đó, thì có thể là nguyên tử nó nổ thì chết rất là kinh khủng người ta. Nhưng mà không phải dùng tay chân, mà họ có thể dùng cái ý tâm của họ thôi. Thì nơi đây muốn nói rằng những người có thần thông nó rất là nguy hiểm cái gì. Người có thần thông á, khi mà có thần thông mà họ muốn một cái phong ba nổi lên đó, thì mình rất là kinh khủng. Có nghĩa là gió bay cuồn cuộn như vậy thì cái số người mà tổn thương rất là nhiều. Hay là những người mà họ dùng cái đề mục mà nước á, có nghĩa là họ dùng nước nó dâng lên đó, tới 10 hay 20 cây thốt nốt đó, thì lúc bây giờ cái nước đó làm cho người ta sẽ rất là khổ. Lửa cũng vậy. Nên đó, quý vị biết rằng Đức Phật này nói về cái ý nghiệp đó, có nhiều khi ý nghiệp nó rất là nguy hiểm. Bởi thật sự ra nếu một người có làm thân nghiệp, khẩu nghiệp thì cũng phải có ý nghiệp. Bởi vì cái ý ác á, bởi nếu con người của mình mà thân với khẩu á, thật sự nếu không có tâm á, thì mình cũng không có làm ác được. Tại vì thân của mình, nếu người chết cũng có thân, cũng có cái miệng đó, mà họ không có nói được. Cái nói được là do cái tâm của họ, mà cái tâm của họ hay là mình gọi là ý á. Bởi bình thường quý vị biết rằng cái sắc thân biểu tri và khẩu biểu tri á, thân biểu tri ví dụ mình nói làm việc sắc sanh trộm cắp hay tại dâm mà ở nơi thân á, hay là mình khẩu biểu tri là mình chửi mắng, nguyền rủa thì nó cũng đều do cái ý ác.
do cái miệng chúng ta thì nói được, nhưng mà tại do cái tâm chúng ta ác, nên khi mà tâm chúng ta đó khởi lên những cái ý ác, nên trong cái bài kệ Pháp Cú số 1 mình nói má nô bút băng gam ma tham ma đó, má nô sẽ tham, má nô bây giờ má nó sẽ chê bởi đúc thêm đó, và sa tí qua cá rô tí qua đó, ta tô năng đúc khá mang qua tí chắc căn qua quá hát tô ba đăng, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Có nghĩa là với ý ô nhiễm đó, cái ý ô nhiễm đó rất nguy hiểm. Cái ô nhiễm bởi tham, bởi sân, bởi si đó, thì khởi lên cái thân đó, chúng ta làm những việc ác, là khởi lên cái khẩu mà chúng ta nói việc ác, nói điều ác. Nhưng mà thật sự do cái ý thiện, chứ còn nếu con người mà không có cái tâm đó, thì cái thân nằm đó cũng có cái miệng, nhưng mà cái người đó được gọi là người chết. Nhưng mà người mà sống đó, thì được gọi là người đó có cái thân nhưng mà có cái tâm. Và chính cái tâm đó là nó điều khiển cái sắc tâm, để nghĩa là cái điều khiển cái thân chúng ta và cái lời nói chúng ta đó là do cái tâm chúng ta điều khiển, do những cái tâm mà điều khiển cái miệng chúng ta mà mắng chửi, nguyền rủa, điều khiển cái thân chúng ta làm việc sát sanh trộm cắp hay tài. Nhưng mà thực sự ra thì ở đây thì chúng ta thấy rằng một cái người mà họ khi mà họ tu tập mà họ có cái năng lực thần thông đó, thì họ không có dùng tay chân của gì, họ có thể dùng cái thần thông của họ. Thì ở trong kinh cũng có mô tả, có nhiều lúc đó, cái nghĩa là cái con người chúng ta đó mà khi mà làm ác đó, làm ác đó, thì làm ác mình, ác nghiệp của mình mà khi mà nó mới làm mà cái nghiệp mà nó chấn động đó, ví dụ chúng ta thấy rằng khi mà một đức vua và cùng với quần thần mà chặt tay chặt chân của đạo sĩ Khanh Tý qua đi đó, chặt tay chặt chân của đạo sĩ Khanh Tý qua đi đó, thì quý vị rằng chư thiên họ phẫn nộ, dao kiếm rớt xuống bầm người ta thành thịt đóng, quý vị, gọi là thịt mà nó bay nhầy đó, có nghĩa là bầm con người chết hết luôn như vậy. Nên ở trong kinh có mô tả có những lúc mà cả một cái thành phố mà nó không còn một người nào hết, đó là những cái người có thần thông đó, họ dùng cái năng lực thần thông đó, những người kia đều chết hết tất cả. Nên đó, Đức Phật ngài nói rằng ở trong bài kinh Upali đó, Đức Phật ngài có hỏi trưởng giả Upali đó về những điều mà ngươi có nghe nói về vấn đề đó không, thì Upali có nghe nói và những người đó, những cái điều đó là ngươi nghĩ là do cái gì làm, do những cái vị dò so, những vị có thần thông làm mà xảy ra những cái chuyện như vậy. Nên bình thường quý vị biết rằng cái ý nó điều khiển cái thân và cái khẩu, còn cái chúng ta mà nếu nói chúng ta tâm hay là ý hay là danh và sắc ấy, thì chúng ta thấy cái phần sắc đó là cái phần thân chúng ta thôi, như cái phần danh chúng ta đó là thọ tưởng hành thức đó, đó là nghĩa là nguy hiểm, nó điều khiển cái thân chúng ta làm những việc mà rất là kinh khủng. Chúng ta thấy ví dụ một cái người họ ý ác đó, họ dùng vũ khí nguyên tử, họ có thể cho một cái quả nguyên tử nổ như vậy chết biết bao nhiêu người. Nên đó, Đức Phật này cũng ví dụ một cái người mà họ dùng tay chân họ giết nó không có nhiều người hết đó, nhưng mà khi mà họ dùng cái tâm đó, mà có năng lực thần thông đó, thì rất là nguy hiểm. Ở đây thì Đức Phật ngày thí dụ chúng ta biết thôi, chứ thật sự một cái người mà họ dùng thân giết đó, thì chính cái tâm của họ cũng ác, họ mới khiến cái thân của họ làm việc và sát sanh. Chứ thật ra nếu mà những người mà họ tu tập lên mà họ có thần thông thì còn nguy hiểm hơn, kinh khủng hơn nữa. Chính vì như vậy nên chúng ta hiểu rằng cái ý, Đức Phật ngày nói rằng cái ý là cái gì nó rất là quan trọng. Bởi vì cái ý nó thuộc về cái phần mà nghĩa là đối với mỗi con người đó là cái phần ý nghiệp nó sẽ vận hành, nó cho thân nghiệp và khẩu nghiệp. Nếu cái ý nó không có, cái ý trong sạch này, thì thân và khẩu nó cũng không có làm gì được hết. Cái thân và khẩu đó, nếu một người mà cái tâm mà không còn tham ác, sân ác, tạp kiến ác, mà gọi chung đó, là cái ý ác á, ý ác họ không còn, nghĩa là những cái tâm bất thiện mà được diệt trừ đó, thì họ không có làm việc gì khổ cho chúng sanh được hết. Tại vì họ làm việc khổ đó là do những cái tâm tham, những tâm sân, những tâm si thôi. Chứ còn không có tâm tham sân si như các bậc thánh ấy, thì các ngài không bao giờ làm cái việc gì mà tổn hại chúng sanh hết. Nên khi mình hiểu rằng cái ý nghiệp nó rất là quan trọng là như vậy. Nên Đức Phật dạy là mình tu, tu thân, tu khẩu, tu ý. Nhưng thật sự khi mà ý mình thanh tịnh rồi thì thân khẩu mình không có làm việc ác. Cái khi mà mình làm việc ác được là do ý mình ô nhiễm tham, tà kiến đồ,
là mình mới hành động. Bởi thường thường quý vị thấy đâu, ở trong kinh mô tả rồi, một cái vị thánh tu đồ quần đó diệt được cái tâm tham tà kiến đó, chính cái tâm tham tà kiến nó mới kinh khủng. À, nên cái người có tham tà kiến họ làm những việc tế thần đó, họ ra lệnh tại giết đồng nam đồng nữ, giết những là mà để tế để đó, rất là kinh khủng. À, nên thường thường Đức Phật nói rằng một cái người mà họ hết cái tà kiến đó, thì họ không có làm tội. Tuy rằng những cái kiến sử phiền não thì còn, nên chúng quý vị thấy một cái người đạt đạo quả tu đồ quần, họ không bị sát sanh, không trộm cắp, không tại dâm, không nói dối, không uống rượu, vì cái tà kiến nó không có, thì cái giới cấm thủ họ không có, mà cái hoài nghi họ không có. À, nên họ vì họ gọi là vị thánh nhập lưu đó, thì họ giữ năm cái giới trong sạch, không có phạm năm giới. Nên là khi chúng ta chưa có đắc được đạo quả đó, cái tà kiến chúng ta chưa trừ được đó, thì chúng ta làm biết bao nhiêu cái việc ác mà chính là cái tâm tham tà kiến của chúng ta. Thì trong câu thảo luận đó, thì tôi xin chia sẻ cái câu số 1 của thường tòa như vậy. Phải chăng những trường hợp những trường hợp đó, mà chỉ có cái ý bất thiện nhưng không hành động vẫn lại là vẫn gọi là tạo ác nghiệp, bởi vì ý nghiệp rất là quan trọng, bởi vì ý ô nhiễm đó, thì mình mới gọi là mình mới điều khiển thân làm khẩu làm. Nhưng những người họ có cái thần thông đó, thì cái ý họ mà họ phẫn nộ lên đó, họ rất là nguy hiểm, họ dùng cái ý họ thôi họ có thể hại người chứ không cần phải dùng thân khẩu. Thì trong câu trả lời số 1 con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin gửi biết cho thần tập, nếu cái gì cần nói thêm thì thần tập. Nam mô Bích Hà với Nam mô Tham Ma với Nam mô Sân Khai với giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Giờ đại chúng nghe rõ không? Giờ cảm ơn quý vị, chắc nội giới đẳng bận thì có lẽ chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi số 3. Mấy câu hỏi số 3 quý vị ạ. Giờ phần kính đảnh lễ sư phụ Chí Siêu, nội giới đẳng, Phật Pháp. Là đang tôi vận hành để đức thông, chúng ta đang hiện diện tất cả đến với từng nơi cùng chất Phật tức. Kính thường tòa, giờ xin hỏi thưa tôi tuyên bình, thưa tôi ông giúp trả lời cho cô số lượng tiếp theo. Giờ thưa tôi tuyên bình kia liền giải thích. Thưa tôi tuyên bình, khi chúng ta nói về khổ nghiệp là nói sai sự thật, nói lời độc ác,
với lời chia rẽ, với lời chậm chí vui. Thì khi tôi tự nguyện, thì thường khi tới lời độc ác, người ta hay nghĩ đến lời phục dưng. Nhưng mà có những cái lời nói, người ta nói rất là ngọt ngào, rất là êm ái. Nhưng mà trong cái lời họ nói đó, nó có cái ác ý, nó có sự thù hẹp trong đó. Thì cái lời nói đó có tính là lời độc ác. Và cái tính thi dấu qua nghĩ rằng, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, kính lễ đó. Mình sẽ tăng kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Lời nói ngọt ngào nhưng thâm hiểm thì có gọi là lời nói ác không? Là quả thật, đây là một cái chúng ta có thể nói rằng đó chính là một bàn tay sắc bọc nhung. Thế nó đẹp nhưng điều mà đụng vô thì rất là nguy hiểm. Lời nói ngọt ngào nhưng thâm hiểm hay lời nói ngọt ngào, nhưng ở đó nó chứa đựng nhiều cái móc kéo hay là một cái chuyện gì đó, thì ở đó cũng khởi lên từ cái ý ác. Cho nên lời nói đó cũng chính là lời nói ác. Mà kính thưa quý vị, mình khen người ta khen không thật. Tức là mình mang tính trêu, mình đùa, mình móc khóe người ta. Ở đó chính là nó tạo nên một cái ý ác rất là lớn. Từ cái ý ác đó, nó mới dẫn đến cái lời nói như thế. Có những con người nói ra khi mà tâm sân hận hay mà khi tâm bằng một cái tham dục, thì lời nói đó nhiều khi nó thô tục, hay là lời nói đó nó hơi to lớn, thì chúng ta coi đó, chúng ta nghĩ đó là một, hoặc là phát ngôn ra những cái lời mà rất là cái cú chắc, thì chúng ta nghe như vậy chúng ta cảm thấy mình không dám nghe, cho rằng đó là một lời độc ác. Thì chỉ như thế mới là lời độc ác. Thì mặt khác nữa, những lời nói tuy ngọt ngào, họ nói họ khen chúng ta, rồi họ nói họ viện dẫn biện luận chúng ta, rồi trong một lời nói mà kiểu như ngọt ngào dẫn dụ chúng ta, đến khi cuối cùng chúng ta rơi vào một cái bẫy, hay là rơi vào một cái sự khốn đốn, cái sự đau khổ, hay đến khi hiểu ra, như là những cái câu chuyện châm ngôn, như là họ kể một câu chuyện châm ngôn, họ khen mình bằng một lời nói, hay là họ ta tháng, hay hoặc là họ tân bốc chúng ta bằng những cái lời như thế này thế nọ, nhưng thật sự ra mình không có. Thì đây chính là những cái lời nói đó mà buổi đầu tiên họ chính là mang tính, tức là chọc cho chúng ta hay là hại cho chúng ta, tới với nó trên vên. Thí dụ như mình không có khả năng đó, họ sẽ khen mình có khả năng đó. Mà cái khen ngợi này không phải là họ khen ngợi để mình tính chúng ta tiến, chúng ta tích cực, mà khen ngợi để chúng ta vừa lòng, để họ âm mưu, họ tiến đọt một cái gì đó. Thì chính là một lời nói độc ác. Thế là họ xảo biện, họ nói, họ biến cái họ có thể thuyết khách cho chính chúng ta, có thể nghe theo, có thể làm theo, dụ dỗ chúng ta, đến khi chúng ta vào trong sâu rồi thì không có cái chuyện gì cả. Ở Việt Nam nó kêu là có cái hàng, là những nhân viên nó bán hàng đa cấp á, rồi đó gọi cái từ đó, gọi là hàng đa cấp, cho nó giới thiệu cứ như trị hết bệnh này tới bệnh kia, nó cho cái người mua này bắt đầu lạc vào một chốn mê trận mê đồ, đến khi mua cái này mua cái kia, mà sự thiệt ra cuối cùng thì họ không có được tốt đẹp gì cả. Thì đó chính là những cái lời nói cũng độc ác đó. Nếu như những chuyên viên đó biết rằng những hàng hóa này chỉ là những cái hàng dở hay là hàng không thật như cái lời nói của chính mình, thì đó cũng như chính là một cái lời nói mà để độc ác, hay là lời nói để sang đọt cái tiền của tài sản của người ta, hay nói để cho người ta tin, để mình câu lợi, để mình vụ lợi. Cho nên là một cái điều mà hết sức là nguy hiểm. Nhiều khi người ta khen mình, người ta tân bốc mình, phải tự xét ra mình có thật có hay không. Còn không thật có thì chúng ta hãy canh chừng. Hay là những người họ nói nguyên thiên, và họ nói rất là nghe hay, trầm bổng giọng nói, và biết cách đối đãi, biết cách giao tiếp, thì đây là những người mà chúng ta biết là cái lời khẩu của họ nó
nó mạnh mẽ, thì chính vì cái lợi khẩu của họ nó mạnh mẽ trên họ chuyển quá qua cái tốt cái xấu, nó rất là dễ dàng. Cái lợi khẩu đó để mang tính cho những người đau khổ, những người mà không có đẹp trở nên tốt đẹp, những người mà có nhiều cái sự sằng bày, hay là những người mà đang buồn phiền oán hờn nhau, để cho những người đó nó hòa thuận lẫn nhau, thì đây là cái mang tính tốt đẹp. Chứ bằng ngược lại, nếu như mà họ không với những cái thiện tâm, họ không với những cái điều tốt, thì cái lời nói ngọt ngào tâm hiểm thì đó chính là một lời nói rất là độc ác. Dạ, kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có gì không có tốt thì kính bạch thượng tọa. Không biết cái từ tổ chức đẳng đang ở đâu, nhưng mà âm thanh từ tổ nói khó nghe quá. Chỉ thấy cái câu thơ lượng số 5 là tà kiến và xin nghề khác nhau thế nào. Mà hình như là khi nãy thượng tọa thấy đẳng có thêm một cái mệnh đề phụ của cô ấy là tại sao không nói tà kiến thôi, mình nói tà kiến ác nữa. Không biết cô phải, có phải thượng tọa hỏi thêm con đó không? Dạ. Dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Trước hết thì cho tôi cái vấn đề, cái câu hỏi tà kiến và si mê khác nhau thế nào. Kính thưa quý vị, nếu mà nói theo vi diệu pháp thì tà kiến nó là một trong ba cái tâm sở tham Phật, tức là tham, tà kiến, ngã mạn.
thì tà kiến là sở hữu tà kiến hay tâm sở tà kiến. Còn si mê thì nó là tâm sở si vô hại chê tê sê cá. Còn tà kiến là biến khí chê tê sê cá, hai cái này khác nhau. Với lại khi mà nói đến si thì có mặt cỡ trong tất cả các tâm bất thiện, tâm tham có si, tâm sân có si, và trong hai tâm si có si. Thì như vậy si có mặt ở trong 12 tâm bất thiện. Còn cái sở tà kiến thì chỉ có mặt ở trong 4 tâm tham ly đà thôi. Tâm tham mà nó còn không có mặt đúng hết, vì tham ly tà không có, chỉ có tâm tham hợp tà, tâm tham tương ưng tà kiến mới có sở hữu tà kiến. Bởi vậy nếu mà nói theo ví dụ pháp thì tà kiến si mê nó khác nhau. Nó khác nhau ở điểm là về chi pháp khác nhau, về cái sự tương ưng đối với tâm thì có sự khác nhau. Nhưng chúng ta cũng nói thêm một cái vấn đề nữa là hãy tà kiến có mặt ở đâu thì si mê có mặt ở đó. Tức là tà kiến có mặt ở trong tâm tham tương ưng tà kiến, tức là tham hợp tà, thì trong tâm tham đó nên vẫn có cái tâm sở si. Trong khi đó thì si mê ở đâu chưa hẳn là có tà kiến ở đó. Thí dụ như si mê có trong tâm tham ly tà thì ở trong tham ly tà không có mặt tà kiến. Tâm sở hữu si có mặt ở trong tâm sân, mà tâm sân thì không có sở hữu tà kiến. Sở hữu si có mặt trong tâm hoài nghi và trong tâm si phóng dật, nhưng mà trong hai tâm si đó thì không có tà kiến. Do vậy chúng ta phải thấy cái chỗ khác nhau giữa ý nghĩa và giữa cái chi pháp của ý nghĩa và chi pháp của sở hữu tà kiến và sở hữu si mê khác nhau. Đây là với câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 5. Còn bây giờ khi mà nói đến cái vấn đề tà kiến, thực ra thì ở trong kinh văn thì trong cái đoạn này là Đức Phật đã chỉ xài cái từ Amicca Ditthi là tà kiến thôi. Nhưng mà vì ở đây ở trong bài học chúng ta thấy rõ là ở đây khi mà nói đến tà kiến là Đức Phật này nhấn mạnh ở chỗ là khi một người có cái tà kiến như là không có tin, không tin có đời sau, không tin các cái loại quá sanh, không tin có bí, không tin có cúng thí, không tin có thiện thí, không tin hành vi thiện ác,
có quả dị thục, không tin, không có mẹ, không có cha, không có các loại quá sanh, không có trong đời, không có các sa môn và ngã môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu sau khi chứng ngộ với thân trí, để tuyên bố cho đời này đời sau. Thì như vậy chúng ta thấy 10 cái điều mà gọi là Natthivada là họ có cái tà kiến không, giống như là họ vô thần vậy đó. Thì ở đây đó, cái này nó nguy hiểm, cái tà kiến này thuộc nguy hiểm, nó nguy hiểm hơn là sát sát tánh thí, nguy hiểm hơn là thường kiến, bởi vì cái tà kiến này nó thuộc về đoạn kiến của chê đã tánh thí, mà từ cái Uchaditthi đoạn kiến đó họ có thể làm điều ác. Thí dụ như một người mà họ mặc dù họ chấp vào thường kiến, nhưng mà họ còn có tin cái tội phước, họ còn có tin về ân đức của cha đức của mẹ, cho nên họ không có vi phạm. Còn một người mà chấp đoạn kiến, họ nói rằng cha không có ân đức gì cả, mẹ không có ân đức gì cả, cho nên họ sẵn sàng giết cha giết mẹ như thường, cho nên cái này nguy hiểm hơn. Và chính cái nguy hiểm hơn đó, đó cái tà kiến mà nguy hiểm như vậy mới gọi là tà kiến ác, hay gọi ác tà kiến. Bởi khi mà chúng ta nghe nói đến tà kiến ác là chúng ta phải liên tưởng ngay là cái tà kiến mà thuộc về 10 cái điều không, 10 cái điều chấp không. Còn khi nói đến tà kiến mà nói chung chung đó, thì chúng ta phải phân ra là có thường kiến, có đoạn kiến. Thường kiến thì nó cũng ít nguy hiểm đó. Bởi vì mới có cái câu nói của người xưa họ nói đó, nên chấp hữu như tu di mà chấp vô như giới tử. Thà chấp thường kiến, mặc dù cái tà kiến chấp đó nó lớn bằng cái nuôi tu di, nó cũng ít có cái sự tác hại, chứ đừng có chấp đoạn kiến là chấp không. Chấp vô như giới tử, nếu đừng có chấp cái đoạn kiến dồn cho nó nhỏ bằng cái hạt cải thôi, giới tử là cái hạt cải, dồn chấp nhỏ như vậy cũng được. Chẳng thà chúng ta uống một ly nước nhiều, một ly khối, nhưng mà nước lã đó, thì bất quá nó chỉ làm cho ốc ách nặng bụng thôi cũng đỡ. Đừng có nếm thử một cái muỗng cà phê thuốc độc, chúng ta nếm thử một chút nước mà thuộc về thuốc độc thôi, một chút thôi cũng đủ tác hại chúng ta. Nên chấp hữu như tu di, chấp hữu chứ không phải chấp thủ, là Đức Nguyên Thông Quan Hỷ Chát dùng thế để con cho nó đúng, cho nó đúng. Nên chấp hữu, chấp hữu tức là chấp thường kiến, chấp có đó, chứ không phải chấp thủ mà. Chấp hữu là nên chấp hữu như tu di mạc, mạc là đừng, mạc c m a c, mạc chấp vô như giới tử.
Ngờ để được người đất dùng cái câu đó lên nghe. Mạc chấp vô như giới tử. Dạ, đúng rồi. Mạc chấp vô như giới tử. Thà chấp có như nước tu di, nó lớn như nước tu di, chứ đừng có chấp không. Mười điều không này nè, mặc dù nó như là cái hạt cải nhỏ xíu vậy cũng tai hại lắm. Là chính vì chỗ đó cho nên mười cái chấp vô này đó, chúng ta mới là ác và kiến hè tại kiến ác. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận mà thượng tọa giáo đoạn vừa nêu năm môn của thầy. Thượng tọa chắc đẳng đang bận check in cho nên bây giờ chúng tôi xin điều hợp cho câu thảo luận số 3. Câu thảo luận này xin kính thỉnh Thượng tọa Đăng Quang Hỷ trả lời cho câu này. Dạ, xin cảm ơn Thượng tọa. Tại sao khi đề cập đến quả của nghiệp như trong bài học hôm nay, Đức Phật cần đề cập đến địa ngục và thiên đàng, tức là địa ngục với cõi trời. Địa ngục chứ không phải là đưa ngục, các vị sửa là dùng cái chữ này, địa ngục và cõi trời. Còn có người thì sao? Tại sao không đề cập đến con người? Có nghĩa là con người cũng là xúc là tiến là có vô vậy, nhưng mà sao ở đây khi mà nói đến thiện nghiệp và ác nghiệp vừa đưa đến quả dị thục đó, thì Đức Phật ngài lại chỉ đề cập đến địa ngục với cõi trời thôi. Xin thỉnh thượng tọa Phật đang chia sẻ về điểm này. Nam mô thầy. Alo, alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn Từ Bi, dạ, cảm ơn quý vị. Thì quý vị thấy rằng ở hai cái lĩnh vực mà Đức Phật đề cập là cõi trời và cõi địa ngục. Thì chúng ta thấy địa ngục là một cái cõi mà phải chịu cái quả đắng cay nhất. Chứ chúng ta thấy nếu mà nói về cái cõi địa ngục như là ngày nêu lên như là thì cô Coca lý cá mà sanh vào cái địa ngục sen hồng đó, thì nói về cái khổ địa ngục đó rất là kinh khủng. Hay là chúng ta nghe nói tôn giả Đê Quá Đắc Tá đi vào cái địa ngục, một cái thân lớn và một cái cọc sắt đâm từ đỉnh đầu xuống dưới cái hậu môn và dính cái bàn sắt, rồi từ bên lỗ tai bên này đâm qua cái lỗ tai bên kia, chịu cái khổ kinh khủng như vậy. Thì quý vị biết rằng thường thường cái cõi nhân loại chúng ta đó, nếu mà nói về cõi người đó, thì cõi người có ngạ quỷ ở chung, cõi người có súc sanh ở chung. Rồi cõi người đó, thì chúng ta biết cõi người có người khổ, là người khổ chúng ta gọi là ngạ quỷ, hay là gọi là người khổ là súc sanh. Nhưng mà cái người khổ thật sự đó là ở địa ngục đó, là cực kỳ là đau khổ, cực kỳ đau khổ. Còn cõi cõi trời đó, thì chúng sanh ở cõi cõi trời đó, như là cõi đau lợi đồ đấu xuất đồ, là cái cõi đó là vui vì cái cõi trời đó nó, chúng ta thấy rằng mình ăn mà không có đại tiện, uống không có tiểu tiện, rồi mình không bị đổ mồ hôi, mình không cực nhọc mà như là qua trước bảo điện, mình muốn bao nhiêu hoa thì nó hiện ra bao nhiêu, rồi y phục loại gì nó hiện ra loại đó. Nhưng mà loài người thì tương đối mình cũng gọi là cõi vui, nhưng mà nó ngược lại, nó không có giống như cõi trời. Cõi trời là nó có thù thắng nhiều hơn dưới cõi nhân loại của chúng ta. Và cõi nhân loại chúng ta đó, có chúng như chúng tôi nói vậy đó, có súc sanh ở chung, rồi có ngạ quỷ ở chung.
Nhưng mà cõi trời thì như là cõi trời, các cõi trời đó, mà muốn nói lên các cõi trời thì chúng ta thấy rằng ở trong sáu cõi trời đó, chỉ cõi mà tứ đại thiên vương là thấp nhất thôi, chứ còn từ cõi trời đao lợi trở lên thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều những vị bồ tát từ cõi đủ sức. Hay là chúng ta thấy rằng cái cõi trời đó có nhiều những cái bậc thánh nhân, ví dụ chúng ta thấy ông Cọc Cô Độc, bà Visakha, hay là Sumana Đê Quý, những cái vị đó sanh lên cõi trời thành những vị chư thiên rất là nhiều. Và cõi nhân loại chúng ta đó, thì cái tuổi thọ thì rất là mong manh, những cái cõi trời thì rất là lâu dài. Thành ra cái cõi trời được ví là cái cõi vui đó, nó thù thắng hơn cái phương diện ở cõi nhân loại chúng ta. Cái cụ yêu cõi nhân loại chúng ta có muốn có bộ đồ đó thì chúng ta có vải đẹp, và chúng ta phải có người may, để chúng ta có đồ ăn ngon, chúng ta phải có người đầu bếp giỏi. Chứ cõi trời thì họ không có như vậy. Cõi trời muốn ăn thì có vật thực gì vừa ý họ thôi. Qua trước bảo điện họ muốn bao nhiêu hoa, nó hiện ra như thế nào, nó hiện y như vậy. Nhưng mà đề cập đến cõi nhân loại chúng ta thì chúng ta biết cái cõi nhân loại chúng ta đó thì cái thời thạnh trị thì nó cũng có vậy, nhưng mà ít, rất là ít quý vị. Và cái cõi nhân loại chúng ta thường thường cái thời mà vua chuyển lưng thánh vương ra đời và để được làm thất thờ đó là một cái thời thời gian rất là hiếm, rất là ít. Còn cái thời mà chúng ta khổ rất là nhiều, cái thời chúng sanh khổ rất là nhiều. Và cái thời Đức Phật ngày ra đời đó, chúng ta thấy cái cõi nhân loại chúng ta, ví dụ chúng ta thấy dòng Thích Ca hai bên giành nước chuẩn bị nghinh chiến lẫn nhau. Nhưng mà cõi trời những cái này nó không có. Nhưng mà cõi khổ thì kinh khủng lắm quý vị, như địa ngục thì rất là kinh khủng. Còn người thiên đàng thì nó rất là hạnh phúc. Nên cái sự so sánh, đem so sánh về cái địa ngục với thiên đàng á, là hai cái thái cực. Còn cõi nhân loại chúng ta, cái cõi này á, thì mình lấy mà nói, cái cõi nhân loại chúng ta đó, thì nếu so sánh với cõi trời thì nó không có thù thắng bằng cõi trời. Cái tuổi thọ cũng không có bằng cõi trời. Rồi cái dung sắc của chúng ta đó, thì tuy rằng chúng ta vẫn biết rằng cái cõi nhân loại chúng ta có lúc như là trong kinh nói vua Mắt Khá Đê Quá đó, cái tuổi thọ rất lâu, 84.000 kiếp làm hoàng tử, 84.000 kiếp, 84.000 năm làm phó vương, 84.000 năm làm vị chánh vương, 84.000 năm trị vì, 84.000 năm đó cộng tóc bạc xuất hiện lên đầu, rồi vua Mắt Khá Đê Quá đi xuất gia tu. Thì cái thời kỳ đó nó cũng có này quý vị, nhưng mà cái thời đó là cái thời mà rất ít có, rất ít có, rất là hiếm có để nói lên những cái vị mà như là Bồ Tát tiền thân của Đức Phật của chúng ta đó, mà làm vị vua Mắt Khá Đê Quá đó, thì cái thời đó nó ít lắm quý vị. Còn cái thời mà chúng ta khổ lụy đó thì nó nhiều. Và cái cõi trời thì nó rất là thù thắng. Mình có cõi trời là ở trong chúng sanh mà sanh thú có nói đến ba cái việc mà cõi trời nó hơn với cõi nhân loại. Nhưng mà có ba cái việc mà cõi nhân loại hơn cõi trời là cõi nhân loại chúng ta có thể xuất gia được, chúng ta có thể hùng tâm dũng lực được. Nhưng mà cõi trời thì chư thiên thì không có được như cõi nhân loại chúng ta. Thì ở trong kinh về cái cuốn chúng sanh mà sanh thú có phân biệt như vậy. Mà ở đây thì chúng ta hiểu rằng cái cõi nhân loại chúng ta thì chúng ta thường thấy đó là cái cõi này có người và có súc sanh ở chung. Nhưng mà các cõi trời thì chúng sanh tương đối là họ hạnh phúc hơn. Như mà cõi trời tứ đại thiên vương thì cũng có người lạc môn nhân thôi, chứ còn không có cái người khổ. Còn cái cõi nhân loại chúng ta thì cũng có người khổ như là súc sanh hoặc là ngạ quỷ. Địa ngục thì là một cái cảnh cực kỳ là khổ rồi. Rồi cái cõi cái như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự đề cập của Đức Phật thì thường thường là đề cập đến những cái điểm so sánh, mà lấy cái gì mà nó nhiều để đem so sánh với nhau để thấy cõi nhân loại mình nó không có bằng cái cõi trời. Về phương diện này kia nọ thì nó không bằng cõi trời. Như vậy thì chúng ta biết rằng còn cái cõi địa ngục thì nó quá cực, quá ư là đau khổ. Và chúng ta nghe những cái địa ngục mà trong cái bài kinh Thiên Sứ Vị Hiền Ngu đó, nó rất là kinh khủng. Mình bị kéo lên cái đỉnh đồi mà cái gươm nó đâm ngược trở lại, mà người ta kéo lên đỉnh đồi, cái gươm từ trên đồi nó đâm cái phía nhọn xuống, bây giờ kéo cái người mình lên,
hoặc là cái gươm đó nó đâm ngược trở lên, mà người ta kéo mình từ trên núi mà kéo xuống, mà cái gươm đó nó đâm ngược trở lại á, nó rất là kinh khủng. Trong kinh mô tả những cái địa ngục đó, mà trong cái bài kinh Hiền Ngô và cái bài kinh Thiên Sứ đó, mà nói về cái khổ địa ngục rất là kinh khủng quý vị. Như vậy á, thì Đức Phật ngày nói về những cái quả khổ, mà cái quả vui, cái quả khổ là cực kỳ khổ, đó là địa ngục. Cái quả vui đó thì là cõi trời. Cõi trời có nghĩa là những cái vui nó thù thắng hơn cái cõi nhân loại. Cái tuổi thọ nó cũng thù thắng hơn. Nếu mà so sánh về cái thời gian á, thì cái tuổi thọ ở cõi trời nó luôn luôn lúc nào nó cũng có cái sự, như là chúng ta thường nghe nói đó, cõi Bắc của Lưu Châu nó có tuổi thọ là 10 muôn ngàn tuổi. Cái tuổi thọ của loài người thì có lúc xuống mà thấp, cực kỳ thấp là có 1 tuổi thôi, nhưng mà cái lúc lên nó lên cực kỳ cao. Nhưng mà cái thời kỳ loài tu á, loài người tu á, thì cái tuổi thọ là người lên cao, nhưng mà cái thời gian đó nó cũng có chứ không phải không có. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái câu thảo luận số 3 đó thì nói đến cái vấn đề về thiên đàng và địa ngục, là muốn nói đến hai cái trạng thái mà cái phước, do cái phước và do cái ác nghiệp, cái thiện nghiệp và ác nghiệp nó hiện lộ rõ ràng nhất. Cái thiện nghiệp thì cõi trời là thù thắng, nhưng cái ác nghiệp thì cõi địa ngục là đau khổ cực kỳ. Còn cõi nhân loại chúng ta đó thì chúng ta vẫn biết rằng chúng ta có thể xuất gia, có thể tu tập được, có thể có Đức Phật ra đời, có thể xuất gia được. Cái điều này thì trong kinh cũng có mô tả. Nhưng mà cõi nhân loại thì nếu mà so sánh về cõi vui đó, thường thường đa số là người ta cứ nghĩ đến cõi trời, vì cái cõi trời là cái cõi mà như là trời Phạm Thiên hay là trời Đấu Sức Đao Lợi đó, những vị có thần thông. Ngược lại cõi nhân loại chúng ta thì chúng ta không có thần thông giống như cõi trời. Cõi trời có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, hoặc là thần thông, biết thông đó, hoặc là tha tâm thông, hoặc là túc mạng thông. Nhưng mà cõi nhân loại chúng ta thì lại không có được như vậy. Bây giờ thì thầy hết thì thôi, thì bữa nay chúng ta sẽ nghỉ sớm. Còn một câu thảo luận mà không biết bây giờ thì nếu được thỉnh ông trả lời, như chúng tôi thấy có câu thảo luận số 4. Nếu mà không có thì chúng ta nghỉ, còn nếu có thì chúng ta còn đến hai câu nữa, câu số 5. Rồi xong, cũng đã coi như chúng ta xong rồi, chúng ta chỉ còn câu này nhưng mà trả lời thôi. Bây giờ thì mời MC lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng, thì chúng ta sẽ bế mạc cái buổi học hôm nay với thời gian như vậy. Bây giờ thì xin gửi mic cho quý vị. Sa thuốc lành thai ma thay mặt đầy